ty cổ phần Tinta với trụ sở chính tại 225 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng chi nhánh tại số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nhà máy tại lô 3, đường số 10, khu công nghiệp Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương. Công ty cổ phần Tinta chuyên sản xuất lắp dựng các loại dàn không gian inox, dàn không gian thép, dàn không gian nhà thi đấu, các sản phẩm inox công nghiệp và inox xây dựng mang thương hiệu Tinta. Tinta, một không gian đẹp, một kết cấu vững chắc, một niềm tin việc thời gian, một biểu tượng sức mạnh tài chính. Tinta sáng tạo và phong cách, Tinta một niềm tin Việt Nam. Những sản phẩm của công ty Tinta chinh phục người tiêu dùng bởi những đặc điểm nổi bật là thiết kế thẩm mỹ và sản xuất bằng công nghệ hiện đại, bền bỉ với thời gian, đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại, dịch vụ hậu mãi chu đáo, giá cả hợp lý và phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam. Công ty cổ phần Tinta chuyên cung cấp các loại vật tư, sản phẩm inox cho thị trường trong và ngoài nước, tư vấn và thi công lắp đặt theo bản vẽ với công nghệ tiên tiến của châu Âu. Bằng dây chuyền sản xuất có quy trình khép kín, trang thiết bị máy móc hiện đại nên các sản phẩm được sản xuất luôn luôn chất lượng, siêu bền, mẫu mã đẹp và được thiết kế rất tiện nghi cho người sử dụng. Tinta, một niềm tin Việt Nam.